Clip hôm nay sẽ test nhạc cho anh em nghe một cặp loa huyền thoại của một hãng của Nhật Bản, Optimus, Rhythmic Optimus 7. Cặp này nó rất là hiếm. Hôm nay thì em sẽ ghép với cả một dòng âm ly 7880D nhé, của Đài Đông, trước ở dưới cùng đây. Đấy. Cặp loa này thì báo giá luôn cho các bác là 23 triệu 800 nghìn. Giá thì nó cũng xem như cặp mà Pioneer 88A. Đấy, anh em mình có nhu cầu về cái tầm giá này, tầm cấu hình này thì liên hệ với shop 23 triệu 8. Em này thì thiết kế là thùng gỗ lạng bát 30, chung giấy màng bát cũng là giấy luôn. Cặp này thì sản xuất thập niên 70, khoảng cuối thập niên 70 các bác nhé. Thiết kế của em này thì rất là đẹp, bề thế. Và cái tầm giá đấy. Còn ghép âm ly thì em đã với cái lô âm ly về đây thì có ghép với 7082. 7082 thì đánh với em này chất âm cũng rất là tốt. Rất là tốt, em còn đánh giá cao hơn cả 880D. Đấy. Em đánh giá cao hơn nhé. Anh em mình có rất là nhiều lựa chọn để ghép với Optimus 7 này. Bây giờ sẽ quay chi tiết trước một chút, khoảng 1 phút, sau đó các bác nào mà không cần xem chi tiết mà muốn nghe luôn chất âm thì có thể tua qua đoạn này nhé. Bởi vì cặp này nó rất là hiếm, cái thiết kế của nó là nó gọi là nó thiên về bề ngang. Bề ngang em này thì nó khoảng tầm 70 cm, thùng gỗ lạng nhìn rất là chất. Đấy, đặc biệt em này nó là căng, những cái xương này đều là xương đồng này, và qua mấy chục năm rồi thì anh em nhìn nó vẫn còn rất là chất lượng. Ở đằng này thì nó là kiểu cước rất là chất. Đây, để em sẽ mở hai tay cân đây, cầm cầm cái đồng, cầm cái đồng, cầm ở trên. Đây, đây này mở rồi. Cái này nó là các cái vít để nó bắt từ dưới lên. Đây là mình căng của nó nhá. Này, em căng nó còn liền lạc rất là đẹp. Đây. Đó. Cặp này thì bát 30. Đấy, bát 30, chung giấy, bát giấy, tép giấy luôn. Và tiếng thì rất là tốt. Một số anh em lại cho rằng bát 30. Đấy, giá muốn cái loại bát 30 giá rẻ thì shop về cả cái dòng bát 40 giá có 11 triệu 9 thôi. Đây này. Đấy. Chơi đồ âm thanh này thì cũng không phải là cứ bát to thì nó đắt hơn nhé. Các bác lưu ý như vậy, nó theo chất âm. Mà nhất là cái đồ này nó đã qua 345 gọi là chinh chiến trên thị trường rồi. Những anh em chơi nhạc người ta đã trải qua hết rồi. Cái gì nó đã định giá ở mức đấy rồi. Tại sao con 7082 bây giờ như con này vẫn có giá 10 triệu 9? Bởi vì là anh em chơi qua rồi và nắm được hết rồi. Còn nào hay giờ nắm được hết. Rồi bây giờ test nhạc cho các bác nhé. Các bác xem em test luôn từ iPad này. Để gió xuôi theo màu thầm làm ướt áo vai.
Sao lạc này, ca sĩ Phương Thùy. Đấy, về cơ bản chất âm anh em nghe cái đoạn 1 thì anh em cũng nắm được phần nào. Thực tế thì ở ngoài này nghe hay hơn nhiều. Thực sự là ngồi test cho các bác mà còn nổi da gà cả. Bởi vì thứ nhất là cái tầm giá và cái thứ hai là cái cấu hình của em này. Các bác nào ở ngoài này thấy nó cái sự đồ sộ của nó rất là đẹp. Tất cả các cái thành quách của cả đôi này đều đẹp nhé các bác nhé. Này. Mà để sát cho các bạn nhìn cái chất gỗ của nó rất là đẹp. Chiều ngang này nó rơi vào khoảng 70 cm, rất là bề thế. Với cái cùng tầm giá xem của 88A thì anh em chơi cái này thì nó bày tiếng nó tốt hơn nhiều, và cấu hình của nó thì cũng rất ăn đứt. Hậu cũng đẹp nha các bác nha. Đấy, các bác nhìn hậu này, đẹp cả đôi luôn. Giá quá là hợp lý, 23.800.000 cho một cặp loa đình 8. À đây, nhiều khi đọc nó không ấy thì anh em nhìn thấy nha. Đây, Optimus. Về Việt Nam thì anh em để ý Optimus thì nó có dòng Retic Optimus, dòng Retic tự nhiên lại quên, Retic Mark 1, Mark 2, Mark 3, đấy, mấy cái dòng đấy là hai phổ thông hay chơi. Bát 40, còn cặp này là bát 30. Optimus Nhật Bản. Thực chất cái dòng này thì cái đọc lịch sử của nó thì thực chất là nó là Mỹ chứ không phải là Nhật các bác nhé. Không hiểu mua bán sắp nhập như nào đấy, MA như nào đấy thì mình không nắm được. Cơ bản là chất âm của nó thì rất là hay, đều rất hay. Anh em mình quan tâm thì liên hệ với shop nhé. Còn các cái phương án phối ghép của cặp này thì nó không phải là một cặp phù phẩm lắm. Nó không tức là một cặp rất là dễ chơi. Em đã test thử khi có cặp này thì đã test thử với cả dòng này nữa này, cả con 907 đợt cá của Sansui này, 607 đợt cá cũng test rồi. Chất âm thì nó như vậy, lực thì nó sẽ kém hơn con 907 đợt cá một chút. Đó. Anh em nào mà cần trải nghiệm gì thì có thể liên hệ với số Zalo nhé. Cảm ơn các bạn.